Times, tòa nhà cao nhất Việt Nam. Rồi ôi, cao quá. Đang vào Landmark 81 của chương trình mới. Không biết chỗ nào để phải hỏi được mà. Rộng lớn thế này mình cũng không biết được. Lên tòa nhà. Em giả tiền đi, chị ơi. Anh giả rồi, tí mình bắn trả cho anh. Thì nước đến ở 79. Lên 81. Đấy, bắt đầu lên Landmark 81. Trời cũng sợ không rơi. Tăng máy này là một nèo lên tận lơi đấy à? Không, thuốc lá. Anh có thuốc lá. Vào soi chiếu à? Bên này à? Nó cứ đi thẳng chứ, người ta đi thẳng. Mình trước à? Hôm nay đứng đây vào đây hai chồng chụp mỗi người một. Ai ở dưới đây à? Nào? Thế thì anh vào chụp trước đi. Chụp từng người một em. Hai người cũng được. Đang làm người mẫu. Đi, em bỏ cái ấy. Ảnh đó, thằng máy đó đang chuẩn bị vào lối đi lên Landmark 81 đây à? Đây đây đây, bắt đầu lên con 81 tầng lên tầng 79 để lấy đồ uống nước. Mấy phút mới lên đây thôi. Chắc tốc độ cao như ô tô chạy của bộ đó. Thấy chưa? Đã 10 rồi mà không thấy đã. Người ngợm rung như đấy, mùi rung lắm chứ. Cái gì? Có đây, tốc độ đi cao của em. Đấy. Đấy, bây giờ trong thang máy để lên. Chúng ta 4 lời chú kéo rồi. Nhanh nhỉ. Cao. Nên cao thì bao giờ nó cũng đấy 68 đã gần 79 lên rồi, gọi là chưa đến một, gọi cho gọi là một phút đi, không đến một phút đã lên tới.
họ bảo lấy cái gì nhỉ? Lấy cái đồ uống ăn ở đâu nhỉ? Trời tối lắm rồi, sao ấy? Thì còn như cái gì? Trên cao từ tòa nhà Landmark 81 đang tầng 79. Đứng bên này đi cho nó. Đấy, đang trên tòa nhà Landmark 81 này. Trên tòa nhà lên lên chính ra em nghĩ là nếu mà xem ban đêm thì nó lại hay thế, nó phải tối hẳn. Ảnh thì nó có là một thôi, anh chụp có một lần đấy đâu ra lắm kiểu. Em thấy kiểu này đúng rồi. Còn mặt thì vẫn như thế. Đang ra cái chỗ gọi là tổng trời ngắm ngoài trời thật. Tí lên trên này chụp đấy. Hả? Quay mặt ra. Không, không được. Ơi ơi ơi. Chú bạn chị ơi. Phải có dây an toàn. Giờ cầm túi trước nha. Không, nó chỉ nó như mình đứng ở đây chẳng qua để đảm bảo an toàn cho nó không bị kiểu sợ độ cao. Đang đây cầm túi. Ô hết rồi, hết dây rồi. À đây kia.
Anh lấy cái này cho em nốt để cùng đốt. Đấy, view. Trên tòa nhà Landmark 81 đây là quay xung quanh thành phố Hồ Chí Minh. Này vẫn còn rất là cao, tương đương với mấy chục tầng nữa. Để được lên đây là phải có dây bảo hiểm này. Đi. Hả? Đây là toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh từ tòa nhà Landmark 81. Nhật nha. Mỗi một cái lá này là 4.000 à? 5.000. 5.000. À đâu? 4.000. 20.000. 20.000 được. 5 lá. 5 cái 54. 4.000 một cái lá này. Trong khi về quê mà 20.000 chắc cả rồi lưng rộ. Đúng rồi. Góc vườn thì mình mới chắc phải cho 10.000. Thế quả này về để buôn cái lá này. Đây là gọi là đi đốt tiền. Thôi mấy khi vào thành phố Hồ Chí Minh
thì cứ tìm chỗ cứ ra đã.